hãy bấm like video này để ủng hộ kênh. Tyson Fury không tin bản thân mình có thể đánh bại Usyk. Huyền thoại Johnny Nelson đã bình luận về màn đàm phán so găng đổ vỡ cách đây trước lâu trước Tyson Fury và Oleksandr Usyk. Fan hâm mộ từng kỳ vọng về một màn so tài đỉnh cao của hạng nặng sẽ diễn ra giữa Fury và Usyk. Dù vậy, họ đã nhận được thông tin gây thất vọng khi những người trong cuộc xác nhận rằng sẽ chẳng có trận đấu nào diễn ra vào ngày 29 tháng 4 tại London cả. Hiện tại thì những ý kiến trái chiều đang được dư luận đưa ra. Phía Usyk là bên đầu tiên công bố việc rút lui khỏi cuộc thượng đài, nhưng phần đông người hâm mộ lại chỉ trích Fury vì ngôi sao xứ sở sương mù có động thái trì hoãn trận đấu. Chia sẻ với ESPN Boxing, nhà cựu vô địch thế giới hạng bán nặng Johnny Nelson cho rằng Fury không tự tin trong việc thắng Usyk nên đã đẩy giá bản thân lên quá cao khiến đối thủ bỏ cuộc. Tôi nghĩ Tyson Fury có thể đánh bại Oleksandr Usyk, nhưng có cảm giác Tyson Fury không tin vào điều đó bởi vì cậu ta đã nâng giá bản thân vượt ra khỏi cuộc so căng. Cậu ấy đã đạt được điều mà mình muốn, tỷ lệ phần trăm phân chia 70-30, nhưng cậu ta vẫn làm đối tác tức giận bằng cách thúc ép mọi thứ theo ý của mình. Rồi Usyk nói rằng, cậu không phải là ước muốn duy nhất của tôi, thỏa thuận chấm dứt. Đó là cách mọi thứ diễn ra, Nelson nhận định. Lúc này, nhà vô địch WBA, WBO cùng IBF, Usyk dự kiến sẽ bảo vệ ngôi vương trước đối thủ thách đấu đài WBA là Daniel Dubois. Dù vậy, đã có mối liên kết đối đầu giữa võ sĩ người Ukraine với Deontay Wilder thời gian gần đây và phía Trung Đông tỏ ra hứng thú trong việc tổ chức màn so găng này. Theo bạn thì đại chiến giữa Tyson Fury và Oleksandr Usyk có thể diễn ra được hay không? Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn. Eddie Hearn bình chọn 10 võ sĩ hạng nặng giỏi nhất mọi thời đại. Người đứng đầu Mad Room Boxing đã được đưa ra yêu cầu chọn 10 võ sĩ xuất sắc nhất, và sự lựa chọn của anh khiến nhiều người ngạc nhiên. Trong chương trình DAZN Boxing Show mới đây, khi được hỏi về 10 tay đấm hạng nặng vĩ đại nhất mọi thời đại, Eddie Hearn đã chia sẻ ý kiến của bản thân trước truyền thông. Đầu tiên, nhà tổ chức boxing người Anh cho biết, võ sĩ đang được mình đại diện là Anthony Joshua là người giỏi nhất. Nhưng sau đó, Eddie Hearn đã đánh giá lại danh sách và chọn ra 10 nhân vật hàng đầu xuyên suốt lịch sử môn thể thao này. Không quá bất ngờ khi người đứng đầu trong bảng xếp hạng của nhà lãnh đạo Mad Room Boxing là Muhammad Ali. Nhưng ông bầu 43 tuổi khiến người ta ngạc nhiên hơn vì chọn ra liên tiếp những tay đấm huyền thoại ở vị trí tiếp theo. Nói cách khác, Eddie Hearn không đánh giá quá cao những ngôi sao nổi bật trong thời gian gần đây. Cụ thể thì đứng sau Muhammad Ali là Joe Frazier, Mike Tyson, Lennox Lewis, Sonny Liston, Evander Holyfield, Ricky Bauer và George Foreman, lần lượt là 7 cái tên đứng tiếp theo. Theo ý kiến của Eddie Hearn, trong hai vị trí cuối cùng, chuyên gia xứ sở sương mù đề cập đến 3 tay đấm top đầu của hạng nặng hiện tại là Anthony Joshua, Tyson Fury và Oleksandr Usyk. Eddie Hearn xếp Fury ở vị trí thứ 9, Joshua thứ 10 và Usyk, người đã đánh bại Aussie trong trận đấu gần nhất, vào vị trí thứ 11. Có lẽ nhà tổ chức này cho rằng Joshua sẽ đánh bại mèo Oleg ở cuộc tái đấu vào tháng 8 tới để tranh lại ngôi vương của mình. Dù sao, Eddie Hearn cũng phần nào công bằng khi đánh giá Fury cao hơn Joshua. Trải qua 33 cuộc thượng đài bất bại và từng thâu đóm thành công mọi danh hiệu cao quý nhất của hạng nặng, vua Gipsy xứng đáng là võ sĩ giỏi nhất ở sàn đấu trên 90kg ở thời điểm hiện tại. Dưới đây là danh sách top 10 võ sĩ hạng nặng giỏi nhất mọi thời đại của Eddie Hearn. Số 1, Muhammad Ali. Số 2, Joe Frazier. Số 3, Mike Tyson. Số 4, Lennox Lewis. Số 5, Sonny Liston. Số 6, Evander Holyfield. Số 7, Ricky Bauer. Số 8, George Foreman. Từ hạng 9 đến hạng 11 là Tyson Fury, Anthony Joshua và Oleksandr Usyk. Theo bạn, bảng xếp hạng này có phù hợp hay không? Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn.
xếp hạng boxing tất cả các hạng cân, Fury lọt vào top 5. Mới đây, trang ESPN đã tổng hợp bảng xếp hạng của những võ sĩ quyền Anh hàng đầu thế giới hiện tại, xét trên tất cả các hạng cân. Tyson Fury một lần nữa có màn thể hiện ấn tượng khi trở lại sàn đấu hạng nặng vào cuối tuần vừa rồi. Trước sự chứng kiến của 94.000 người hâm mộ tại Wembley, ngôi sao 33 tuổi khiến Dillian Whyte phải khuất phục chỉ sau 6 hiệp đấu. Tyson Fury, người có 32 chiến thắng, 1 trận hòa, 23 lần knock out các đối thủ, phát biểu sau trận đấu. Trận đấu này nó có thể là màn thể hiện cuối cùng của vua Gipsy. Thật là một cách thức tuyệt vời để ra đi. Nhưng đây là boxing và cho đến khi ngôi sao người Anh chính thức tuyên bố treo găng, anh vẫn được xếp hạng. Lúc này Fury là tay đấm được đánh giá cao nhất của hạng nặng, vượt mặt nhà vô địch WBA, WBO cùng IBF Oleksandr Usyk để chiếm vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng của ESPN. Nhà báo Mike Coppinger thậm chí còn xếp Fury thứ 2 trong danh sách của mình. Cây viết chuyên về boxing này cho rằng vị trí số 1 của Canelo Alvarez và không thể bàn cãi, nhưng Coppinger cho rằng 5 người đứng sau hoàn toàn có thể hoán đổi cho nhau. Fury có vẻ là võ sĩ giỏi thứ 2 trên thế giới, một tay đấm hạng nặng vô song có thể làm được tất cả. Anh ta không nên bị xem nhẹ kỹ năng vì là một người to lớn. Nếu Terence Crawford và Errol Spencer chạm trán trong năm nay, người thắng sẽ đứng thứ 2, nhưng hiện tại thì vị trí này thuộc về Fury. Trong khi màn thể hiện của vua Gipsy được nhiều người tung hô, thì những người khác tin rằng Dillian Whyte không phải là một đối thủ có trình độ thuộc top đầu. Vậy nên dù Fury thắng trận, họ cũng không dành cho anh vị trí cao hơn. Tôi hiểu được sự thúc đẩy khiến Fury nhảy vọt lên bảng xếp hạng và chắc rằng nhiều người đồng tình với điều đó, nhưng tôi cũng xem xét về màn trình diễn của cậu ta dựa trên năng lực của đối thủ. Và Dillian Whyte không thể hiện được phẩm chất cao nhất, vậy nên Fury không giỏi hơn những võ sĩ mà tôi đã xếp trước cậu ta. Bình luận viên Teddy Atlas đánh giá. Dưới đây là bảng xếp hạng 10 võ sĩ hàng đầu được bình chọn. Số 1, Canelo Alvarez, người Mexico, hạng siêu trung, trước đây đứng thứ 1. Terence Crawford, Mỹ, hạng bán trung. Naoya Inoue, Nhật Bản, hạng gà. Errol Spencer, hạng bán trung. Tyson Fury, hạng nặng. Oleksandr Usyk của Ukraine, hạng nặng. Vasyl Lomachenko của Ukraine, hạng nhẹ. John Francisco Estrada của Mexico, hạng gà. Josh Taylor, Scotland, hạng dưới bán trung. Javonta Davis của Mỹ, hạng nhẹ. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn.